ba tập tập lưng của Thuận hôm nay đó, là quỳ xuống cầm cục dumbbell kéo lên, kéo lên vậy các bạn coi nha. Tập lưng đó. Rất là cực, thấy mồ hôi không, mồ hôi không, tập lưng đó. Tại tập lưng mà tập nặng lắm, kéo này kia rồi, đâm beo rồi, deadlift rồi, mấy đó rất là quan trọng. Tập xong nó quan trọng nữa, tập xong nó phải trong vòng nửa tiếng phải ăn, ăn giống như là ăn cơm với gà, ăn thịt bò, ăn cá, ăn cái gì cũng vậy. Quan trọng tập xong trong vòng nửa tiếng đến tiếng phải ăn liền, tại vì trong cái thời gian đó là người mình nó đang cần muscle, đang cần cái chất bổ, chất protein để cho nó mọc muscle ra. Tôi sẽ làm hai cái nữa giống y như vậy cho các bạn coi. Nhớ điều Thuận muốn nhắn các bạn là mới đầu mình tập á, mình vô tập tạ để mình tập cho người mình đẹp, cho người mình có kết quả, cho người mình bự ra, chứ không phải là vô thi đấu với người ta. Tại sao Thuận nói này, tại vì đầu tiên Thuận vô tập tạ tôi thấy người ta bự con, nó wow, mình ước gì mình tập giống thằng đó, cái tôi thấy nó làm gì mình làm theo đó, cái về nhà bị nhức lưng, nhức tay, nhức xương, cái mình suy nghĩ tại sao nó không nhức mà mình nhức, cái mình mới biết là tại vì cái level của mình khác với thằng đó. Cái level có nghĩa là thằng đó nó tập 10 năm hay là bao nhiêu năm rồi nó mới được như vậy. Những gì nó tập là chỉ có cái khả năng của nó tập nổi thôi. Mình thấy nó tập gì nó bắt chước theo như vậy, theo cái khả năng tập tạ như vậy là rất là đau, không có đúng. Mình phải tập theo khả năng của mình, suy nghĩ sức của nó đẩy được 100 cái, sức của mình sao đẩy bằng nó được, nó đã bự hơn mình gấp mấy lần thì mình đẩy kiểu nào vừa đủ cách cho mình, vừa đúng cái sức khả năng của mình. Nhớ đó là rất là quan trọng. Mình tập để cho body mình đẹp thôi nhé, chứ không phải là thi đấu với người ta. Tập tạ này là hy vọng cho các bạn nào yêu thích thể hình, tập thể hình, yêu thích tập tạ, để khuyến khích các bạn. Tại nếu mà Thổi tập được thì các bạn cũng phải tập được. 5 năm về trước Thổi có 145 pound, bây giờ Thổi 200 pound, Thổi đã lên 60 pound. Nếu mà Thổi tập được thì các bạn cũng tập được. Các bạn nhớ cái gì vậy, không bao giờ mà tập được một ngày sẽ bự con vậy, phải tập phải thời gian năm qua năm, ngày tháng phải ăn uống đầy đủ các bạn coi nha.
đó là kết thúc cấp tập tạ kiểu đó. Giờ còn cách cuối cùng Thọ sẽ làm cho các bạn coi. Một lần nữa Thọ muốn nhắc nhở các bạn, Thọ không phải là chuyên nghiệp, không phải là professional, không phải nói là Thọ biết hết về tập tạ, nhưng mà những cái gì Thọ làm là có professional dạy Thọ, chỉ Thọ, và Thọ muốn chia sẻ cho các bạn. Nhưng không phải là Thọ nói là tập theo Thọ là các bạn sẽ được như vậy, hay là tập theo Thọ các bạn sẽ được vươn con lên nhanh lên. Tập là một, khả năng các bạn là hai, ăn uống là ba, ba đó rất là quan trọng. Mình có thể tập cỡ nào tập mà không ăn uống không bao giờ lên.